Các đại Bồ Tát học pháp này thì có khả năng thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Kiểu Thi Ca, vì sắc là lớn, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì thọ tưởng hành thức là lớn, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì sắc quần vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì nhãn xứ là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì nhãn xứ vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì sắc xứ là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì sắc xứ vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì nhãn giới là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì nhãn giới vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì nhĩ giới là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là lớn, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì nhĩ giới vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì tỷ giới là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là lớn, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì tỷ giới vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì thiệt giới là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là lớn, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì thiệt giới vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì thân giới là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là lớn, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì thân giới vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì ý giới là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra là lớn, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì ý giới vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì địa giới là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì thủy hỏa phong không thức giới là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì địa giới vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì thánh đế khổ là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì thánh đế tập diệt đạo là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì thánh đế khổ vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được, nên nói là lớn.
Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì vô minh là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não là lớn, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì vô minh vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì cái không nội là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi pháp, cái không bản tánh, cái không tự tưởng, cái không cộng tưởng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là lớn, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì cái không nội vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì chân như là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi pháp, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị là lớn, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì chân như vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được, nên nói là lớn. Vì chúng lớn, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì bố thí Ba La Mật Đa là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì bố thí Ba La Mật Đa vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì bốn tịnh lự là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì bốn tịnh lự vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì tám giải thoát là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì tám giải thoát vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì bốn niệm trụ là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì bốn niệm trụ vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì pháp môn giải thoát không là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì năm loại mắt là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sáu phép thần thông là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì năm loại mắt vân vân, khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn.
Kiểu Thi Ca, vì mười lực của Phật là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì mười lực của Phật vân vân khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì pháp không quên mất là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì tánh luôn luôn xả là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì pháp không quên mất vân vân khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì trí nhất thiết là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì trí nhất thiết vân vân khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì tất cả pháp môn Đà La Ni là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì dự lưu là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì dự lưu vân vân khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì dự lưu hướng, dự lưu quả là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng, Bất Hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì dự lưu hướng, dự lưu quả vân vân khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì độc giác là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì độc giác hướng, độc giác quả là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì độc giác vân vân khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì Đại Bồ Tát là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì Tam Miệu Tam Phật Đà là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát vân vân khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì pháp của Đại Bồ Tát là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì quả vị giác ngộ cao tột là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì pháp của Đại Bồ Tát vân vân khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, vì Thanh Văn Thừa là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì Độc Giác Thừa, Vô Thượng Thừa là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Vì sao? Vì Thanh Văn Thừa vân vân khoảng trước giữa sau đều chẳng thể nắm bắt được nên nói là lớn. Vì chúng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng nói là lớn. Kiểu Thi Ca, do duyên cớ này nên tôi nói vì sắc vân vân là lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng lớn. Kiểu Thi Ca, vì sắc vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng.
Vì thọ tưởng hành thức vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của sắc uẩn vân vân chẳng thể nắm bắt được nên nói là vô lượng. Kiểu thi ca: thí như lượng của hư không chẳng thể nắm bắt được, lượng của sắc uẩn vân vân cũng như vậy chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca: vì hư không vô lượng nên sắc uẩn vân vân cũng vô lượng, vì sắc uẩn vân vân vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Kiểu thi ca: vì nhãn xứ vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của nhãn xứ vân vân chẳng thể nắm bắt được nên nói là vô lượng. Kiểu thi ca: thí như lượng của hư không chẳng thể nắm bắt được, lượng của nhãn xứ vân vân cũng như vậy chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca: vì hư không vô lượng nên nhãn xứ vân vân cũng vô lượng, vì nhãn xứ vân vân vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Kiểu thi ca: vì sắc xứ vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của sắc xứ vân vân chẳng thể nắm bắt được nên nói là vô lượng. Kiểu thi ca: thí như lượng của hư không chẳng thể nắm bắt được, lượng của sắc xứ vân vân cũng như vậy chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca: vì hư không vô lượng nên sắc xứ vân vân cũng vô lượng, vì sắc xứ vân vân vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Kiểu thi ca: vì nhãn giới vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng, vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của nhãn giới vân vân chẳng thể nắm bắt được nên nói là vô lượng. Kiểu thi ca: thí như lượng của hư không chẳng thể nắm bắt được, lượng của nhãn giới vân vân cũng như vậy chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca: vì hư không vô lượng nên nhãn giới vân vân cũng vô lượng, vì nhãn giới vân vân vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Kiểu thi ca: vì nhĩ giới vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng, vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của nhĩ giới vân vân chẳng thể nắm bắt được nên nói là vô lượng. Kiểu thi ca: thí như lượng của hư không chẳng thể nắm bắt được, lượng của nhĩ giới vân vân cũng như vậy chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca: vì hư không vô lượng nên nhĩ giới vân vân cũng vô lượng, vì nhĩ giới vân vân vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Kiểu thi ca: vì tĩ giới vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng, vì hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của tĩ giới vân vân chẳng thể nắm bắt được nên nói là vô lượng. Kiểu thi ca: thí như lượng của hư không chẳng thể nắm bắt được, lượng của tĩ giới vân vân cũng như vậy chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca: vì hư không vô lượng nên tĩ giới vân vân cũng vô lượng, vì tĩ giới vân vân vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Kiểu thi ca: vì thiệt giới vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng, vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của thiệt giới vân vân chẳng thể nắm bắt được nên nói là vô lượng. Kiểu thi ca: thí như lượng của hư không chẳng thể nắm bắt được, lượng của thiệt giới vân vân cũng như vậy chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca: vì hư không vô lượng nên thiệt giới vân vân cũng vô lượng, vì thiệt giới vân vân vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Kiểu thi ca: vì thân giới vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng, vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của thân giới vân vân chẳng thể nắm bắt được nên nói là vô lượng.
kiểu thi ca, thí như lượng của hư không chẳng thể nắm bắt được, lượng của thân giới vân vân cũng như vậy chẳng thể nắm bắt được, kiểu thi ca, vì hư không vô lượng nên thân giới vân vân cũng vô lượng, vì thân giới vân vân vô lượng nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành cũng vô lượng, kiểu thi ca, vì ý giới vô lượng nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành cũng vô lượng, vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra vô lượng, nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của ý giới vân vân chẳng thể nắm bắt được nên nói là vô lượng. Kiểu thi ca, thí như lượng của hư không chẳng thể nắm bắt được, lượng của ý giới vân vân cũng như vậy chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca, vì hư không vô lượng nên ý giới vân vân cũng vô lượng, vì ý giới vân vân vô lượng nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành cũng vô lượng. Kiểu thi ca, vì địa giới vô lượng nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành cũng vô lượng, vì thủy hỏa phong không thức giới vô lượng nên bát nhã ba la mật đa mà đại bồ tát tu hành cũng vô lượng. Vì sao? Vì lượng của địa giới vân vân chẳng thể nắm bắt được nên nói là vô lượng. Kiểu thi ca, thí như lượng của hư không chẳng thể nắm bắt được, lượng của địa giới vân vân cũng như vậy chẳng thể nắm bắt được. Kiểu thi ca, vì hư không vô lượng nên địa giới vân vân cũng vô lượng, vì địa giới vân vân vô lượng